Ngày xưa, có một người đàn bà quá nghèo, khó sống, cô quạnh trong một căn nhà nhỏ. Bà có một cô con gái xinh đẹp như một cây hoa hồng. Trước căn nhà có một cái vườn toàn là hoa hồng đỏ rực rỡ, đua nở vô cùng rạng rỡ. Vì vậy, bà đặt tên cho cô là Hồng Hoa. Cô bé tính tình vui vẻ, nết na, cần cù, làm việc không hề biết mỏi. Trên trần gian này, thật hiếm có một đứa trẻ như vậy. Hai mẹ con sống hạnh phúc với nhau ngày qua ngày cho tới mùa đông, khi những bông tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Ngày hôm đó, hai mẹ con đang ngồi bên lò sưởi trong nhà. Người mẹ ngồi trên ghế đọc truyện cho cô gái nghe, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hoa Hồng chạy ra mở cửa thì bất ngờ thấy một chú gấu đen xì to lớn. Hai mẹ con hoảng sợ hét toáng lên. Gấu thấy vậy bèn trấn an họ. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi không làm hại ai đâu. Tôi chỉ là đang rất đói và lạnh, muốn ghé dạo xin chút thức ăn và xin một chủ trú qua đêm. Hai mẹ con tốt bụng thấy gấu đáng thương nên cho gấu vào nhà và lấy súp ấm cho gấu. Họ cùng nhau ngồi nghe mẹ đọc truyện cổ tích. Cứ như vậy, ngày nào gấu cũng đến gõ cửa xin ngủ nhờ và mang rất nhiều quà đến cho hai mẹ con. Hôm là hũ mật, hôm lại là bó hoa. Hồng Hoa rất yêu quý gấu, em bám lấy gấu không rời. Mùa đông dần trôi qua, mùa xuân lại đến. Gấu tạm biệt ba mẹ con và quay trở lại rừng sâu. Hai người rất buồn nhưng cũng đành để gấu đi. Sau khi gấu đi, Hồng Hoa ngày ngày buồn bã. Cô thường xuyên tìm cớ vào rừng để mong có thể vô tình gặp lại được gấu. Ngày hôm đó, như thường lệ, Hồng Hoa lại đem giỏ đi vào rừng. Đang đi trên đường, bỗng cô nghe thấy tiếng hét thất thanh. Hồng Hoa vội chạy đến xem chuyện gì xảy ra, thì bỗng thấy một lão yêu tinh đang bị kẹt bộ râu của mình vào một gốc cây. Thấy Hồng Hoa đứng nhìn, lão lớn tiếng quát mắng. Còn nhóc con ngu ngốc, còn đứng được ra đó làm gì nữa? Mau tới đây giúp ta kéo râu ra, nhanh lên đi. Hồng Hoa tốt bụng vội chạy đến cố gắng nhấc khúc cây lên, nhưng không cách nào làm được. Lúc này Hồng Hoa bèn nghĩ ra một cách. Cô lấy chiếc kéo trong giỏ, cắt đoạn râu bị kẹt của yêu tinh và giải cứu được lão. Lão uy tinh khi được cứu không cảm ơn mà còn quát mắng cô. Con nhỏ ngu ngốc và láo xược, sao ngươi có thể ngang nhiên cắt đi bộ râu quyền lực của ta hả? Mất đi một phần sức mạnh thì ta còn mặt mũi nào mà gặp các yêu tinh khác nữa đây. Bẵng đi một vài hôm, Hồng Hoa lại vào rừng kiếm củi và tiếp tục nghe được tiếng kêu thất thanh phát ra từ bờ suối gần đó. Hồng Hoa tiến đến lại thấy lão yêu tinh hôm nọ. Lão đang chơi vơi giữa con nước lớn nhưng vẫn cố chấp giữ chặt một túi đầy ắp châu ngọc. Nhìn thấy Hồng Hoa, lão yêu tinh lại lớn tiếng quát mắng. Mau, mau tới cứu ta lên bờ, con nhóc ngu ngốc kia, còn đứng ra đó làm gì nữa? Hồng Hoa vội chạy đến bờ suối, chìa tay ra để lão yêu tinh nắm lấy tay mình. Cô cố sức kéo lão ta lên, nhưng do nước chảy quá xiết và túi ngọc châu của lão quá nặng, khiến cho Hồng Hoa đuối sức dần. Ông hãy mau bỏ lại cái túi châu báu đi, tôi không thể nào kéo cả hai cùng một lúc được, nó quá nặng. Cứ thế này cả tôi cũng sẽ rơi xuống nước mất thôi. Không thể được, ta tuyệt đối không bỏ qua những thứ quý giá này được đâu. Hồng Hoa cố gắng dùng hết sức kéo mạnh lão yêu tinh lên bờ, nhưng do lực kéo của cô mạnh quá, lão yêu tinh mất đà tuột tay, khiến cho túi châu ngọc của lão bị dòng nước cuốn đi. Sau khi lên được bờ, lão yêu tinh ngẩn ngơ đứng nhìn của cải của mình trôi theo dòng nước, rồi quay sang nạt nộ Hồng Hoa. Lại là ngươi. Lần trước ngươi cắt đi bộ râu yêu quý của ta, lần này lại làm ta mất đi một đống của cải. Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa, nếu không ngươi sẽ không xong với ta đâu, có biết không? Hồng Hoa rất tức giận về thái độ của yêu tinh. Cô quay người về nhà. Ở đâu ra lại có một người xấu tính như vậy cơ chứ, lại đi đe dọa cả ân nhân của mình. Từ bây giờ mình sẽ hạn chế vào rừng để khỏi phải gặp lão ta nữa. Ở nhà một thời gian, Hồng Hoa nhìn thấy những hũ mật để ở góc nhà, những bông hoa trên bàn, làm cô nhớ đến những lần gấu mang hoa tươi đến tặng cô. Cô lại nhớ nhung gấu nhiều hơn. Cô quyết định lại cầm giỏ đi vào rừng. Đi được một quãng,
Bỗng cô nghe thấy những tiếng động rất lớn, bèn chạy tới xem. Cô nhìn thấy phía xa là gấu và tên yêu tinh đang đánh nhau. Lão yêu tinh nhân lúc gấu sơ hở, rút dao găm chuẩn bị lao đến đâm gấu. Hồng Hoa vội vàng chạy tới nhặt một hòn đá lớn ném thẳng vào tay đang cầm dao của yêu tinh. Đồ yêu tinh xấu xa gian ác, ông đừng hòng làm hại đến bạn của tôi. Hồng Hoa chạy đến đứng chắn trước mặt gấu, muốn ngăn không cho lão yêu tinh làm hại đến gấu. Ông có thể quát mắng đe dọa tôi bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà tôi tuyệt đối không để cho ông đi hại người vô tội nữa, đặc biệt là với bạn bè của tôi. Hồng Hoa, cảm ơn cô. Cô quả là người con gái dũng cảm và lương thiện nhất mà ta từng biết. Nhưng đây là ân oán riêng của ta với yêu tinh, hãy để ta tự giải quyết. Ta không muốn cô gặp nguy hiểm. Chúng ta là bạn bè cơ mà. Đã là bạn thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi anh trong lúc nguy khốn này. Vậy được, chúng ta cùng nhau chiến đấu nào. Chứng kiến một màn bảo vệ nhau của Hồng Hoa và gấu, yêu tinh cười khẩy. Ê cha cha, nhìn xem hai đứa tầm thường đòi bảo vệ nhau kìa. Được thôi, hôm nay ta sẽ cho các người được tội nguyện. Hãy nhìn xem sức mạnh của ta đây. Dứt lời, yêu tinh giơ vai một cái, chẳng mấy chốc hắn biến ra một người khổng lồ. Thấy nguy hiểm gần kề, gấu xông lên chắn trước mặt Hồng Hoa, khuôn mặt đanh lại, sẵn sàng chiến đấu. Hồng Hoa, cô hãy ở phía sau yểm trợ cho tôi, để tôi giao chiến với yêu tinh trước. Nói rồi, gấu lao lên giao chiến với yêu tinh. Nhưng vì khác nhau về kích thước và sức lực, nên gấu nhanh chóng bị yêu tinh hất văng ra xa. Gấu lầm cầm bò dậy thì thấy yêu tinh đang tiến về phía mình, giơ chân lên định giẫm nát mình. Này, tại sao ngươi lại chăm chăm tấn công một người như vậy? Ngươi to lớn như vậy lại đi bắt nạt một người nhỏ hơn mình hay sao? Đúng là quá đáng mà. Yêu tinh bị phân tâm, quay ngoắt lại nhìn Hồng Hoa. Gấu nhân lúc này chạy tới dùng bộ móng sắc nhọn của mình cào thật mạnh vào chân yêu tinh, khiến hắn đau đớn kêu lên và ngồi thụp xuống ôm chân. Lúc này Hồng Hoa chợt nhớ đến câu nói của yêu tinh về sức mạnh của bộ râu khi cô cắt râu hắn. Hồng Hoa nhân lúc yêu tinh đang ôm chân đau đớn, vội nhặt chiếc kéo rơi trên mặt đất, lao đến cắt trụi râu của yêu tinh. Mất đi bộ râu, yêu tinh trở về nguyên hình bé xíu của mình và hoảng sợ bỏ trốn vào rừng sâu. Hồng Hoa quay ra phía sau tìm gấu thì bất ngờ không thấy gấu đâu nữa. Thay vào đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang tiến tới chỗ cô. Hồng Hoa, ta chính là hoàng tử của Dương quốc này. Trong một lần đi săn đã gặp tên yêu tinh gian ác kia. Hắn ếm một lời nguyền khiến ta biến thành chú gấu xấu xí, hòng cướp vàng bạc của cải của ta. Lời nguyền chỉ biến mất khi phép thuật của hắn tiêu tan. Em chính là ân nhân của ta, cảm ơn em rất nhiều. Ta đã đem lòng cảm mến em từ lâu. Bởi sự lương thiện và lòng dũng cảm của em có nguyện ý theo ta về kinh và trở thành công chúa của ta hay không? Hồng Hoa đồng ý và theo hoàng tử về kinh thành tổ chức lễ cưới. Hồng Hoa đón mẹ cùng vào cung sống với mình. Kể từ đó, họ sống chung với nhau hạnh phúc suốt đời.